Hello tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em Kim Nguyễn sẽ mang đến cho mọi người một siêu phẩm về một dòng xe. Thứ nhất là không cần trả trước này, còn tặng thêm 2 triệu đồng tiền xăng xe mang về, hỗ trợ tặng quà cũng như là lại hỗ trợ lãi suất bao rẻ cũng như là bao đậu hồ sơ tất cả anh em luôn ha. Còn thêm một voucher giảm giá 50% về phụ kiện nữa. Rất rất là nhiều phần quà luôn. Không xa lạ với mọi người nữa, đó chính là một dòng xe Honda Winner X. Chỉ có giá 35 triệu đồng một em thôi, 35 triệu đồng trợ giá trong tháng 11 này. Thì mọi người nhanh tay mua xe liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo của Luyến là 0905 299 0642 sẽ được hỗ trợ ngay những phần quà cũng như là những chương trình ưu đãi như Luyến đã nói trên. Thì số điện thoại và Zalo Luyến sẽ để ở màn hình ha. Luyến sẽ cập nhật giá xe mới nhất của dòng Winner V2 cũng như là V3 luôn. Từ 35 triệu đồng là đã có thể sở hữu ngay một em xe Winner rồi. Đầu tiên là Winner V2 trước ha, là Winner X cùng đầy đủ các phiên bản ABS cũng như là CBS luôn. Màu đỏ bóng này, màu bạc này, màu đen nhám, màu bạc, rất là nhiều màu luôn, màu xanh bóng nữa là một số phiên bản Winner X ha. Một em thì hiện tại cửa hàng đã chia khách hàng với giá là từ 35 triệu đồng một em thôi đối với CBS và ABS là 37 triệu đồng một em thôi nha. Các phân biệt này, đây là một em bản CBS này, là thắng nó sẽ không, nó sẽ là thắng một thắng thôi ha. Còn bản ABS này nó sẽ có hai thắng này. Đây có cái lồng này, mình có sát kỹ ha. Ví dụ như là mọi người muốn biết cụ thể chi tiết hơn thì có những tin qua Zalo nó sẽ nói hơn cụ thể chi tiết về hai em như thế nào ha. Màu bạc này, rất là nhiều màu luôn. Và tiếp tới là phiên bản V3 thì cũng đầy đủ các màu luôn, như là màu bạc này, màu bạc, màu đen nhám, màu đỏ nhám. Rất rất là nhiều màu luôn ha. Ngoài những màu zin cửa hàng có sơn độ lên một số màu này. Đầu tiên là về em màu xanh xanh chuối này ha, màu xanh chuối hay là gọi là màu xanh xanh nập chuối hay là gọi là vàng chanh. Đây một em cửa hàng đã sơn độ sẵn lên này. Ngoài em này đã cửa hàng Luyến có sơn lên rất rất là nhiều em Winner luôn nha, như là em màu vàng này, màu đỏ candy, màu xanh, rất rất là nhiều màu luôn. Màu xanh quân đội nữa là một số em cửa hàng đã sơn độ sẵn lên. Một em thì mọi người chỉ cộng thêm cho Luyến duy nhất là 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với tính màu sơn thôi nha. Bảo hành màu sơn 3-5 năm cho mọi người luôn. Ngoài ra là có phiên bản V3 thì hiện tại cửa hàng đang chia khách hàng một em với giá là 36 triệu đến 38 triệu đồng một em tùy phiên bản ABS hay CBS nha. 36 triệu đến 38 triệu đồng một em thôi. Một em xe Winner này vừa sở hữu ngay một khóa xe bắc cây này, dòng xe Tycoon phân khối là 150 phân khối nữa, vô cùng là lợi xăng cho mọi người luôn ha, thích hợp đi phượt này, đi tour. Và đặc biệt hơn nữa trong những ngày dịp lễ Tết sắp tới đây này thì nhân tay sở hữu ngay một em xe Winner sẽ theo bạn mọi ngóc ngách cũng như là mọi nẻo đường luôn ha. Và một số phiên bản thì mọi người cũng quan sát ha, ví dụ như trong video này mọi người không thấy kỹ hơn về những em này á, muốn thấy một Luyến có lướt sơ qua thôi ấy, thì mọi người có thể nhắn tin qua Zalo, Luyến sẽ gửi cụ thể hình ảnh qua cho mọi người luôn ha. Và một em màu sơn ở đây, ai muốn bắt chen sớm á thì nhanh tay sở hữu ngay em xe màu xanh xi măng, xanh xi măng này ha. Một màu mà trong khả năng 2023 sẽ là một màu trên rất rất là lớn luôn mọi người, thì nhanh tay liên hệ kênh Luyến là sở hữu ngay một em xe màu sơn độ theo sở thích riêng của mỗi người ha. Và mọi người khi mua xe á, nhanh tay liên hệ qua cho Luyến. Thì cửa hàng gồm có hai chi nhánh nha. Chi nhánh thứ nhất ở đường DT741 Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương, và chi nhánh thứ hai ở đường NE8 khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mọi người tới bất cứ chi nhánh nào cũng được hết, chỉ cần nhấc máy ngay gọi điện cho Kim Luyến sẽ được hỗ trợ ngay những phần quà cũng như là những chương trình ưu đãi trên nha. Cảm ơn mọi người.